Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Tình hình là hiện nay có rất nhiều anh em thắc mắc là không biết sau khi cập nhật skill mới thì em ứng long này có bị giảm sức mạnh hay không. Thì trong video này mình sẽ đi test cho anh em luôn. Mình sẽ vào đấu pháp để đánh tốc độ X1 thôi anh em nhé. Rồi để xem có anh em nào cùng chơi ứng long không nào. Mình sẽ check qua một số anh em nha. Phố Trường Ca đây. Bạn này chơi ứng long này nhưng mà yêu lực có 1,53 ức thôi. Lucy, à đây chân này 2,04 ức này. 2,04 ức đúng không? Còn bạn này lại chơi ong già nó mới đau chứ. Sida thử như thế nào. Sida chơi ứng long này. Test thử bạn Sida xem như thế nào nha anh em. Ok, check luôn xem ứng long có bị giảm sức mạnh thực sự hay không nào. Rồi. Ok. Bây giờ mình né. Bạn này đánh không trúng mình kìa. Ok. Bạn ấy cũng chơi búp sơn dã tinh luôn nha. Rồi, anh em có thể nhìn thấy là nếu như đủ sát thương kết liễu cái thanh máu còn lại đấy thì vẫn bình thường nha. Em sơn dã tinh này vẫn đâu có hồi được máu cho em mà cho bạn Sida này đâu, đúng không? Rồi để mình đánh thử tiếp một trận nữa với một bạn khác yêu lực mạnh hơn đi. Làm mới. Vô cực tử, bạn này có chơi ứng long nhỉ? À, bạn này chơi ứng long này. Mình sẽ đánh thử xem nào. Rồi, à bạn này có né này. Ui cũng có sơn dã tinh này, thế này là test là hợp lý luôn này. Ok. Ok. Rồi. Rồi. Đấy, như thế này test là vừa đẹp này. Rồi luôn. Vẫn thế. Sức sát thương gây ra vẫn vậy. Ok, nếu như mà mình đủ kết liễu được cái thanh máu đấy thì em sơn dã tinh này vẫn không thể nào mà được cái búp cộng 32% anh em nhá. Rồi luôn. Rồi luôn, bạn ấy né được rồi. Né được rồi. Né được rồi. Úi xài, nó vẫn cứ là ok anh em ơi. Ok, để mình hết cái vé đấu trường rồi thì mình vào trong cái phần bảng quần hùng để đánh với một bạn mạnh hơn hẳn xem như thế nào nha. Có ai mạnh hơn hẳn? Nát. Nát 2,5 ức. Bạn này là chơi gì nha? Ôi, chơi bạch hổ à? Cũng còn né này. Đó, để mình đánh thử bạn này xem tình hình như thế nào nha. Một bộ. Ok. Ai à, đau đấy, bạch hổ đánh đau thật. Bạch hổ anh đau thật. Úi à. Úi à, đấy thì mình vẫn được hồi 30% máu này. Nhưng bạn đấy thì... Rồi ok, bắt đầu test được này. Đấy, ví dụ như không đủ sức sát thương thì nó mới gọi là em sơn dã tinh này nó mới hồi được. Chứ còn lúc nãy nếu như mình đánh đủ sát thương cái là em sơn dã tinh nó cũng không hồi đâu. À, em Huyền Vũ này thay đổi skill mới, được buff trong Wax Slash thế nhở. Hồi nhiều máu thực sự luôn. Theo mình thì em ứng long này nó chỉ thay đổi về hiệu ứng skill thôi, chứ còn những cái hiệu quả với sát thương nó vẫn vậy nhá. Bởi vì mình test 3 trận rồi, thì nếu như mà sức sát thương của em ứng long nó vẫn đủ kết liễu cái thanh máu đó thì em sơn dã tinh nó vẫn không được hồi máu. Chỉ trong trường hợp là không đủ kết liễu vào máu kẻ địch dưới 30% thì em sơn dã tinh này nó mới phát huy được cái buff đấy mà thôi. Có thể là ngày hôm qua khi mà nó ra 3 cái gói nạp đầu ạ, mình thì mình cũng đã all in 3 cái gói nạp đầu đấy rồi, thì cho nên là em ứng long của mình mới ra được cái dòng suy yếu linh thú cũng như là cường hóa linh thú như thế này. Đấy, bởi vì là mình có 3 mới và mình nuốt em cũ mà. Thì anh em có thể là gặp những cái bạn đã búp 3 cái gói đấy, nạp 3 cái gói đấy vào, và mình thấy là 3 cái con ứng long ở trong cái gói đấy không biết anh em như thế nào, nhưng mình thì 3 con thì nó đều có một dòng cam. Tất nhiên là nó không phải dòng cam suy yếu linh thú, đó là dòng cam thủ này, một cái là công này, một cái là về nhạy bén. Đấy là mình nhớ ngày hôm qua, thế bởi vì mình không kịp làm video cho anh em, lúc đấy nó muộn quá rồi. Thì mình thấy là có thể là em ứng long của các bạn đó đã có thêm dòng suy yếu linh thú, khiến cho anh em cảm giác là khi đánh đi nó bị yếu hơn. Nhưng mà thực ra là không phải là bị nép sức mạnh đâu, mà do những cái búp đấy, do anh em khác người ta build lên như thế thôi. Bởi vì mình nghĩ là skill ứng long ở thời điểm hiện tại thì cũng đâu có gì đâu mà phải nép nhở. Do là sức sát thương gây ra nó nhiều thật, thế nhưng mà phải đến 5 hiệp nó mới dùng kỹ năng. Thế thành ra là nếu như mà không trụ được 5 hiệp thì quá trời quá đất luôn. Với cả kể cả mà có trụ được 5 hiệp nữa thì ít ai có thể trụ được đến hiệp 10 lắm anh em ạ. Khi mà đi PK có khi là hiệp 8 là đã nằm xuống rồi. Thì thành ra là em ứng long sẽ bị thọt hơn rất nhiều so với như anh em nào mà xài con pet, ví dụ như thanh long là nó có lợi. Hiệp nào nó cũng dã, thì sức sát thương của nó gây ra khủng khiếp luôn. Hay là em kỳ lân thì cũng vậy. Kỳ lân thì 2 hiệp nó đánh 1 lần, thì nếu như đánh hiệp thứ 8 mà nó đánh được 4 lượt rồi ấy. Nhân lên, đây là ở level 1 mà nó đã 120%. Nếu như anh em nhìn cái con bạch hổ của cái bạn nát lúc nãy ấy,
đâu nhỉ, bạn nát đây này. Con bạch hổ này nếu như nâng cấp lên ở level 80 thì anh em thấy là sức sát thương của nó là 192% công, mà nhân với 4 hiệp lên, 4 hiệp lên thì nó đã rơi vào đâu đó là bao nhiêu nhỉ, 800% rồi. Mà 8 hiệp, 8 x 2 là 1600%. Trong khi đó 8 hiệp thì ứng long nó vẫn chỉ đánh được một lần. Đấy, thế cho nên là ứng long nó chỉ mạnh ở giai đoạn đầu thôi. Về sau á, nếu như mà sức phòng thủ các thứ của anh em nó cao lên rồi, rồi thì suy yếu linh thú giảm sát thương các thứ rồi, mà trụ được đến hiệp 10 hay là hiệp 9 thì ứng long nó lại phế, đúng không? Trừ khi là trụ đến hiệp 10 thì ứng long lại ok, nhưng mà trụ đến tầm hiệp 9 đổ lại thôi thì ứng long nó lại yếu hơn mấy con pet đỏ này. Đấy, thế nó mới đều chứ. Thế cho nên mình có một cách khắc phục dành cho những anh em có cảm giác là ứng long của anh em yếu ạ. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đang có cái sự kiện là công thành chiến. Ở trong này thì mình có thể kiếm được mấy cái hoa màu xanh xanh để tẩy luyện skill cho pet. Đây này, cái hoa này anh em ạ. Rõ là hình bông hoa nhưng mà nó lại ghi là nước tẩy tiên. Đấy, thì chúng ta cố gắng là chơi sự kiện này để kiếm những cái nước tẩy tiên đó, tẩy luyện skill cho con pet ứng long của anh em. Đấy, cố gắng là ra được 3 dòng cường hóa linh thú. Bởi vì là mỗi một dòng cường hóa linh thú này nó chỉ xuất hiện được một lần. Ví dụ như là phẩm cam thì chỉ xuất hiện được một lần cường hóa linh thú này. Phẩm tím là có một lần cường hóa linh thú. Và phẩm lam là cũng có một lần cường hóa linh thú. Chứ nó không thể nào mà ra được 3 dòng cường hóa linh thú cam một lúc cả. Đấy, thì cố gắng là anh em sưu tầm cái nước tẩy tiên đấy, để tẩy làm sao được ra một dòng cường hóa linh thú lam, một dòng cường hóa linh thú tím, một dòng cường hóa linh thú cam, cộng với lại một dòng suy yếu linh thú cam nữa. Thì cái đấy anh em ui ôi mắc ping luôn dành cho ứng long rồi. Thì anh em sẽ không phải sợ những con pet đỏ hay là những cái con pet mà có suy yếu linh thú nữa. À đúng rồi, mình cũng cập nhật cho anh em luôn, đó chính là ngày hôm qua trong phần thần thông của mình á, mình đi X1 mà có 200 vé thì mình lại ra thêm được một cái thực hồn chú nữa. Thế là tự nhiên lại lên được bậc 2 và mình đã cho nó vào đội hình chính xuất phát luôn. Khá là ngon đối với cái thực hồn chú nha anh em, khiến cho kẻ địch cũng cú ấy, mặc dù giảm có 800 yêu khí đấy, nhưng mà mai không được sử dụng quả đạo pháp anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi chiến đấu thử cho anh em xem quả đấy nhá, buồn cười vãi cả trưởng luôn. Đấu ở đâu cho dễ nhìn nhỉ? Trong bảng quần hùng thì mua lượt nó chỉ mất có 50 lượt thôi. Đấu pháp thì mua mua mất là 50 tiên ngọc thôi. Đấu pháp thì mất 100 tiên ngọc, nên là mình sẽ test ở trong bảng quần hùng rồi nhá. Đây, đánh với bạn này đi. Bởi vì bạn này hơn được chiến mình thì test nhìn cho nó dễ. Ok, đánh một phát là giảm 800 yêu khí, anh em nhìn thanh một vàng nhá. Đấy, lại giảm thanh một vàng này. Đấy, lại tiếp tục giảm này. Rồi, cái thanh này bị giảm hơn mình nhá. Lâu có yêu khí hơn mình này. Đấy, rồi mặc dù là... Đấy, lại bị giảm đi này. Đấy, bạn ấy cũng có cái thực hồn chú đấy, nên là mình cũng vừa bị giảm đi một tí này anh em này. Đấy, lại bị giảm đi, không được sử dụng này. Cay không? Đấy, lại tiếp tục bị giảm đi này. Thề hài vãi cái thực hồn chú đấy, buồn cười vãi cả trưởng luôn. Công nhận là cái đấy đánh hay đấy anh em ạ. Đặc biệt là với những anh em nào mà lại sử dụng cái thần thông kiểu liên quan đến khống chế nữa, cái kiểu là băng phong các thứ đấy, thì nó lại rất là ngon. Bởi vì là mình có cái thực hồn chú này, mình cứ đánh cái đấy không băng phong được mình chứ. Ảo thật. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo anh em nhá.